xa lưới sau 14 năm trốn nã về tội giết người tình. Xảy ra mâu thuẫn từ việc bị ngăn cản yêu đương, bạn anh đã đâm người tình tử vong rồi tự sát nhưng bất thành. Sau hơn 14 năm trốn truy nã, hắn bị bắt ở thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 6 tháng 10 cho biết, vừa bắt giữ bị can Hồ Văn Bằng Anh, sinh năm 1978, quê Trà Vinh, theo lệnh truy nã 14 năm về trước về tội danh giết người. Bị can Bằng Anh bị bắt vào tối mùng 5 tháng 10 khi đang lẩn trốn tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này, bị can đã thay tên đổi họ để che giấu thân phận. Một trinh sát tham gia việc bắt giữ cho biết, theo hồ sơ vụ án, Hồ Văn Bằng Anh có quan hệ tình cảm yêu đương với chị NTML, sinh năm 1988, quê Bến Tre. Nhưng gia đình chị L ngăn cản việc qua lại giữa hai người. Vào tối mùng 8 tháng 9 năm 2007, khi Bằng Anh đang nhắn tin qua lại với chị L thì được chị L cho biết việc ngăn cản từ gia đình. Khoảng 21 giờ cùng ngày, khi chị L đến quán cà phê Chí Linh Quán, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu thì gặp Bằng Anh. Sau đó hai người đi ra phòng nghỉ phía sau quán cà phê nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Bằng Anh đã dùng dao đâm vào vùng ngực chị L, đồng thời tự đâm vào ngực trái của mình. Nghe tiếng tri hô, người dân chạy ra hiện trường thì phát hiện vụ việc và đưa Bằng Anh cùng chị L đi cấp cứu, nhưng chị L đã tử vong. Bằng Anh bị thương được điều trị tại bệnh viện, sau đó bỏ trốn. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 10 tháng 9 năm 2007, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Bằng Anh về tội giết người. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp có quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Bằng Anh. Khi tiến hành xác minh tại địa phương, cơ quan điều tra xác định Bằng Anh đã bỏ trốn nên ra quyết định truy nã. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.